Bữa nay trời mưa các bạn ơi. Không có nắng đẹp như hôm qua. Quá trời lạnh nữa. Mưa cái cảm giác lạnh ha. Ừ. Chào cả nhà. Hôm nay trời mưa các bạn, nhưng mà cũng hơi lạnh lạnh. Hai chồng ra vườn, hôm nay có thu hoạch anh ơi. Anh thấy nó rất là tươi tốt luôn á. Cái này là cũng như là thu hoạch đầu năm nay các bạn. Những cái gì mình mới trồng xuống. Nói chung là cũng còn rất là sớm ha. Mọi người ở Canada chắc chưa có thu hoạch đâu. Đó, thì bữa nay cái này hả em? Thì những người coi video của mình thì chắc đoán được mình thu hoạch cái gì ha. Thì cái này thì nó mau lớn nhất trong cái vườn nhà mình. Đó, khoan cho anh chút ha. Thì vô đây thì phe các bạn luôn nè. Mấy cái cẩy tàu sĩ nè các bạn. Trên chậu nè. Quá trời tốt luôn. Cái này mình muốn thu hoạch liền bây giờ cũng được, nhưng mà nó nhỏ thôi. Ồ, cái tàu sĩ lên cờ trời lớn lắm. Cái này thu hoạch giờ rất là tiếc á các bạn. Quá đã. Trời ơi, cải xanh hôm nay nó cũng phát quá nhanh luôn. Cái này chắc tuần sau là thu hoạch được. Ừ, hôm qua trời nắng nắng vậy, cái bữa nay qua ra cái nó thấy nó lạ. Là em chỉ này ngồi. Nói chung là cái gì nó lên mau, nó nhìn nó lạ. Mỗi giờ, mỗi giây. Thì các bạn thấy cải thảo của mình cho tự nhiên, cái xung quanh cái lá nó lại tươm ra những cái nước rồi các bạn, hơi ngộ rồi ta. Giống như bông vậy đó. Mặc dù là mình tưới là hôm qua sáng ha, nhưng mà hồi hôm này đâu có tưới đâu. Mà im nó nước này xung quanh nè. Thì bởi vậy. Đều hết luôn. Nó tươm vòng. Ngộ ha. Quá đẹp luôn ha. Còn cái cây đó thì nó hơi bị lạc lồi, lẻ lôi tại nó còn nhỏ đó, mình lấy cái đó mình ụp lại. Nói chung là ở đây thì vẫn còn lạnh đó các bạn, cho nên mình chăm sóc nó đặc biệt một chút. Đó, cái này mình thu hoạch hết đó em. Dạ thì cái này là cái trắng với cái thảo các bạn, thì cái này thì mình cũng còn hơi sớm á. Nhưng mà tại vì mình định thu hoạch hết trận mình trồng thứ khác á. Ừ. Quá là ngon ha. Quá ngon luôn. Cái này có ta chụp hình gì chưa để làm hình nè. Phe chứ không gì á. Chưa chụp đó. Ừ, thôi. Quá trời đẹp đó các bạn ha. Em dịch ra đi. Cái này thì hai vợ chồng nè. Năm nay trồng nó rất là sạch luôn, rất là tươi luôn. Nó cũng như là nó không có tì vết gì á các bạn. Thấy quá đẹp. Thấy cái cải này nè các bạn, nó còn lớn lắm luôn á, nhưng mà mình thu hoạch cũng hơi sớm á. Ừ. Nhưng mà tại mình muốn thu hoạch hết lượt á. Tính ra cái cải xanh này mình trồng riêng riêng nó cũng ngon anh ha. Hồi đó giờ mình gieo không các bạn, mình thấy giờ trồng riêng nhìn nó cũng phát, nó đẹp ghê luôn. Thu hoạch đầu năm. Em cầm hơi thôi, cầm nhiều quá cái không thấy cái rau. Quá đẹp luôn, rất là non. Cái này là mình thu hoạch nó còn hơi nhỏ chút em ha. Quá nhỏ luôn, ổn. Cái này thì dừa nè các bạn. Quá thật ngon. Sống cho anh coi. Ra nè. Quá trời non luôn. Này dưa luộc xào tỏi. Quá trời ngon. Cái này mình để chừng ít bữa nữa nó bự lắm á. Nó bự lắm, mà năm nay mình trồng không có bị côn trùng ăn ha. Ừ. Cái này mình thu hoạch xong rồi mình trồng cái gì xuống? Ô, anh tính trồng cái thề đó. Cái thề hay là cái bông hồng? Cái thìa, cái bông hồng để mình trồng ngoài sân chắc được. Wow, để non các bạn, thấy ham không? Cái này loại do chân dịch mà loại lá tròn này mới bự, nó ngon hơn là cái loại lá dài. Lá dài nó bị chua hơn. Wow, bự quá nè. Lật dưới lên. Nè, ngon ha. Trắng tinh à. Có loại nó, cái
cái bò da trắng kia nó còn trắng dữ nữa em. Ôi em đang ươm á, cái đó thì mình mua hoài mà nó không có, cái loại trắng mà cái lá xanh mà bóng á. Cái lá nó xanh đậm á không? Mà bóng lưỡng á. Đầy rổ. Cái cải này thì mình nấu canh thì nó hơi có vị lạc hơn cái những cái kia, nhưng mà mình xào á thì nó đỡ hơn các bạn, ngon hơn. Nhưng mà đầu mùa thì mình trồng cái này nó chịu á, cho nên anh thấy mấy người qua người ta thích ăn cái rau cải này ha. Hình như nghe nó ăn mát á. Đi vô nhà hàng lúc nào cũng có cái cải này hết. Cải lạng và cải rổ á. Nhà mình thì thích ăn chân vịt này nhiều nhất nè. Cho nên năm nào mình cũng trồng mấy đợt luôn á. Hoa thả luôn. À, trời nó non. Một rổ rồi nè các bạn. Đầu mùa, đầu xuân thì nhiều cô chú anh chị chưa trồng mà vợ chồng nông dân có rau để thu hoạch rồi ha. Cái này mình ăn cũng rất là lâu á. Mấy bữa mới xong. Cái này. Cái rổ nè các bạn, quá trời đã luôn. Cái này thì mình nhổ lên ha em ha. Nhổ gốc lên thì cái này thì mình trồng rất là nhanh các bạn, chắc độ khoảng mới 3 tuần anh ha, có thể thu hoạch. Cho nên đất nó vẫn còn tốt lắm. Anh nghĩ mà mình trồng cái đó xong cái mình làm cái này cho sạch lại nè em. Có cái cải này nó lớn mà nhanh quá. Cái mấy lá già đó mình hái vô mình ăn cũng được. Em tính không... đợi nó lớn lớn rồi em hái vô em ăn luôn đó chứ. Không phải mà nó thì cái mấy cái lá dưới thôi, chứ mình để lâu quá cái mấy lá dưới nó hư hết à. Ở bên đây thì tặng cô muốn ăn không? Chưa đâu. Ngắt ít cộng vô nấu mì. Nếu mà cần, nhưng mà... Quá trời đã rồi. Mấy cái hè hôm nay cũng tốt ghê gớm. Thì đất chỗ này mới trồng cho nên nó còn rất là nhiều phân nha các bạn ha. Có nhiều anh chị em cô chú hỏi cái đất này là đất nhì, phân nhì mua ở đâu, có cái bị đặng cho cái hiệu đặng mình để cho các cô chú bác mua ha. Nhưng mà cái này thì nó không có nhãn hiệu nha các bạn, cái này là đất nấm, đất người ta trồng nấm ra đó. Cho nên người ta đổ đống đống là mình lại mình mua từ từ mách khối, từ da vậy đó các bạn. Rồi chở về chứ nó không có đóng vô trong cái bị nó bán ở ngoài ở trong những cái home depot hay những cái tiệm đó các bạn. Rồi cái vườn ươm. Mà nhưng mình nghĩ thì chỗ nào là người ta trồng nấm mới có đất nấm. Ồ em đi vườn ươm em thấy người ta để đất nấm trong cái bị là phải không anh? Cái đó là phân nấm. Ồ khác nữa hả? Phân nấm là cũng như ba cái nấm đồ người ta làm phân hữu cơ đó. Compost á. Còn này đất trồng nấm là khác nữa. Cho nên ở đây tụi mình thường mua cái đất trồng nấm về đa số là rơm rạ nhiều á. Cho nên người ta trồng nấm, ta tưới nước á, rồi nó ẩm ẩm, nó phân hủy. Cho nên khi mình trồng rau thì rất là tốt, mình lại mua đất là cũng rẻ nữa. Mà không biết chỗ cô chú anh chị có bán không? Mình nghĩ chắc chỗ nào mà cái khu trồng nấm nhiều mới có nè. Thì ở BC này rất là nhiều cái nông trại người ta trồng nấm. Đặc biệt là người Việt mình cũng có rất là, cũng có nhiều cái nông trại nữa ha. Ở đây trồng loại nấm mỡ phải không kia em? Đặc biệt là nấm mỡ. Ở đây thì có nhiều cái nông trại người Việt trồng, với lại nhiều cô chú người Việt cũng đi cắt nấm á. Đó, mấy cái này thì chắc chừng từng nữa là có thu hoạch được rồi. Cái bắp cải Đài Loan mai trồng tốt quá em ơi. Hay nó phát rồi ha? Mặc dù là trời lúc này còn lạnh, nhưng hồi năm ngoái mình trồng nó còn lạnh lạnh thì nó ẹo ột. Nhưng mà năm nay sao nó tốt quá nè. Bắp cải búp Đà Lạt này cũng rất là ngon luôn, đều đặn.
Mấy hàng em? 4 hàng quá. Hay muốn 3? Anh nghĩ chắc kể 3 hàng thôi quá hả? Kể thề mà, không phải kể đâu qua hồng đâu. Cái này loại bự, nó cũng bự mà. Hay là mình trồng nhỏ nhỏ thôi. Em nghĩ nó không bự lắm đâu. Nó khi nó lên, nó đứng lên vậy nè. Ừ. Mà anh thấy nó hai loại, một loại nó bự, một loại loại nó kêu là baby á. Cái này phải baby rồi bự á, nhưng mà nó không phải bự dữ dội. Ừ. À, cái này mình để nó càng lâu thì nó càng bự. Mình muốn ăn nhỏ thì mình trồng đặc. Mà nó lên nó như nhỏ nhỏ, gọn gọn, nhìn cũng rất là đẹp. Thì cái này bữa mình mua người ta gieo sẵn các bạn, thì mình về cái bắt đầu mình à, mình chiết ra. Được rồi, mình chừng nó rụng lái, rụng lái, rụng lái. Rụng lái. Mình chiết ra về dễ trồng chứ nó đỡ có bị mất sức á. Cũng nhiều quá nè. Nhiều chứ. Người ta bán cái người ta bỏ một dĩ về nó rất là nhiều cây. Mình phải chiết ra. À, chứ ở nhà mà mình về mà mình không có chiết ra, mình để vậy là ít bữa nó ra bông các bạn. Tại nó không có đủ á. À, mấy cái này xuống nè. Nhẹp xuống hơn. Cái này thì mình chiết ra một riêng vậy thấy nó mau phát hơn. Khi mà trời nó ấm ấm rồi các bạn, thì cây rau cải rồi nó rất là mau lên. Cho nên mình trồng cái đợt đầu như nó cũng chậm hơn em ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi mà mai mốt đi, chắc chừng 2 tuần nữa. Mình cứ nói tuần này tuần kia sao sẽ ấm, nhưng mà rốt cuộc cái thời tiết nó thay đổi hoài. Nói chung là nó mùa này thì ban đêm chừng khoảng 6-7 độ, ban ngày khoảng mười mấy độ. Mà có nắng là mừng á. Cho nên hôm qua thấy nhiệt độ nó xuống, cho nên hai vợ chồng phải làm mấy cái nhà kính. Làm cái nhà kính mini, che những cái cây ở ngoài các bạn. Thì cái cải thìa này khi mà mình trồng thì nó cũng thích hợp cái đầu mùa các bạn. Là mùa xuân nè, mát mát, khi mà trời nắng lên mà nếu mà thay đổi đột ngột quá thì nó cũng dễ có bông lắm. Để anh dân. Anh phê mấy cái cây cải xanh ở đây. Được không? Có chỗ đi không? Đi. Đó, mấy cái cải tài sĩ quá trời tốt luôn. Cái cải salad giòn cũng quá trời tốt luôn các bạn. Trồng ở trong nhà kính thì nó, lúc này ở ngoài nó lạnh đó. Ở nhà kính thì nó có cái nhà nó che, nó bảo vệ, nó hơi ấm ấm ở ngoài. Cho nên cây ở trong này nó dược. Đó, quá trời tốt. Ở trong kia thì cải củ xuân hào nó cũng có cái bụng bầu bự rồi. Cái màu xanh nó tốt hơn ha. Ừ. Ở mé trong đây thì mình còn để mấy cái đèn các bạn. Tại vì ở mé trong này á, ở bên kia là cái hàng rào. Mà mặt trời nó nằm ở mé bên kia cái hàng rào, cho nên lúc nào nó ở dưới á, ở dưới đây nè, nó cũng không có đủ ánh nắng, cho nên mình chiêm ít đèn ở mé bên đây để cho nó chạy 5-6 tiếng vậy đó. Cái đèn loại LED này đó, LED này nó cũng không có tốn điện bao nhiêu, nhưng mà nó giúp cho cái cây ở mé dưới này nó có ánh sáng. Ngày nào mà trời nắng quá thì thôi đi các bạn. Cái xanh này nay nó lên quá trời tốt luôn. Anh nghĩ cuối tuần em hái được rồi đó. Đặc biệt là mé trong này nè em. Em biết tại sao mấy trong nó lại tốt hơn không? Mấy cây này là các em trồng nó cây bự hơn ha. Đúng rồi đó. Ở ngoài thì cây nhỏ nhưng mà nay nó lên cũng rất là tốt luôn. Đó thì bữa nay hai vợ chồng thu hoạch cái này là đầu tiên của năm nay. Hồi hổm thì thu hoạch giúp cá thì không nói rồi. Giúp cá với xà lách son là nó cứ lên quanh năm như thế. Ở trong nhà kính ấm ấm là nó lên. Còn cái mấy cái này là mới là trồng đầu năm nay. Wow, hẹ cũng rất là ngon nè em.
để cần ăn là hái được rồi đó. Quất ngon đó. Còn ở chỗ này bữa còn mấy cây cái gì cây húng lũi, cây húng cây nè, nó còn lên, anh sang qua bên đây nè. Chị em tưởng đâu tự nhiên nó lên chứ. Đâu có nhỉ, tự nhiên nó từ bên kia nó nhảy qua bên đây. Thì bởi vậy đang thắc mắc. Ừ. Ông nông dân ở nhà lũi củi trồng cho nên vườn nó mới tốt như vậy. Coi năm nay nó tốt không nè. Giỏi dữ. Ừ. Wow, trồng lúc nào cũng phải ngay ngắn vậy ha, nó đẹp, nhìn nó không có rối con mắt, nhìn cái giường nó cũng đẹp, mặc dù nó lên xấu nó cũng nhìn đẹp, nó xấu theo kiểu đẹp. Cái cải này các bạn, thì cái con sơn nó rất là thích ăn những cái loại cải thân mềm này nè, thân nước này nè, thích ăn lắm, cho nên là hai chồng trồng vậy chứ tối không phải ra canh có sâu có sơn gì không. Tại vì mùa này bữa hổm thì ông nông dân bỏ cái thuốc con bà chặn thì nó hết một đợt rồi, nhưng bây giờ nó bắt đầu có đợt cái trứng nó bắt đầu nó nở ra anh hả. Cho nên có những con á mà rất là ít rồi các bạn, cho nên dùng cái thuốc đó rất là hữu hiệu. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ chắc cũng phải bỏ thêm không? Mình nó cũng ít thôi chứ không cần đúng mình không? Mình bỏ vô những cái chỗ nào mình không có tưới nước á, tại vì cái thuốc này mình tưới nước lên thì nó mất hết các bạn. Nó tan hết. Nó tan, cho nên có rau cải rồi thì nó khó. Cho nên khi mà các bạn muốn tiêu diệt mấy con đó thì trước khi mình trồng một tầng cái tầng mình rải đầy lên thôi. Hay là bây giờ mình rải những cái chỗ nào kín á, khi mà nó ban ngày nó núp á, mình rải vô đó. Cái nó ăn cái nó cũng chết. Để coi cái này là tầng sau là có thể là cải xanh không, xà lách, tầng ô có thể là ngắt một lần đầu được em ha. Tầng ô là dạ, tầng ô ăn được rồi đó. Mấy cây cải ở đây nè cũng ăn những cái lá, mình ăn cái lá già trước đi rồi cái đợt thứ hai mình hãy trảm nó. Em dự định bữa nào cần cái mình ra mình hái ít cái xà lách tím nè. Nhưng mà cái đúng rồi, cái xà lách tím đó anh thấy ở dưới đó là nó bự nhất. Đúng rồi, thì mình ăn trước đi cho nó gọn cái gốc luôn các bạn. Vừa tỉa gốc rồi vừa có rau ăn rồi vừa làm đẹp cây luôn. Nó trồng thì trời nó mát mát lạnh lạnh thì chắc khỏi cần phải tưới. Tại sáng ngày bây giờ đây cũng hơn trưa rồi các bạn ha. Cho nên ở ngoài nó lạnh à, tưới. Với lại đất nó cũng còn ướt nè, để ngày mai sáng, hy vọng có nắng để mình ra mình tưới sáng. Hồi đó thì mình tưới một ngày hai lần, có thể tưới ban chiều á, cho nên mình thấy nó hơi dở một cái là tưới ban chiều, cái cây đó nó ướt. Rồi đất nó cũng ướt rồi nó hay sanh ra những cái con bà chằn, con ốc sên đồ. Nó ướt, nó rất là phái. Với lại mình tưới chiều, khi trời lạnh thì cái cây nó lạnh các bạn, nó cũng có bị yếu. Cho nên mình tưới ban ngày sáng sớm vậy, cái chiều trời nắng đất nó khô ráo, cây lá đồ nó cũng khô hơn. Cho nên nó không có sanh ra mầm bệnh mà nó mấy cái con đó nó không thích bò đi ở chỗ mà nó khô ráo. Cho nên nó thà nhịn đói một đêm đó. Nếu mà mình làm như vậy hoài vậy cái nó cũng đi, nó tìm đi chỗ khác nữa. Ẩm thấp nó ăn. À, cái cây trong gốc đó mà nó lên điện cái nó là bá cháy ra. Cái cây đó bữa hổm nó cũng hơi yếu rồi. Thì các bạn thấy cái thảo khi mà mình trồng thời tiết mà nó đúng cái mát mẻ thì nó phát rất là nhanh, nó xè cái bằng mỗi ngày mình thấy mỗi lạ luôn á. Anh nghĩ năm nay mình đừng có lấy cái dây mình cột lên, mình lấy cái miếng vải mà nó thông hơi để che mấy cái con này con nọ đó, mình quấn nó lại luôn. Cũng được, để thử coi. Quấn nguyên cái đó luôn vậy đó. Đặng cho con bà chằn khỏi vô hả, mà nó vô trong đó thôi nó ấm dữ luôn á. Mình quấn ở dưới gốc rồi mấy con bướm rồi nó đậu vô không được. Đó. Còn bao nhiêu này chắc để trồng đến đâu. Cái này thì chắc có chút mình có cái chậu treo ngoài đó. Cái mình vô mình trồng chậu treo luôn các bạn, thì đặng có mình có thể hái ăn trước. Rồi còn ở đây thì quế nè. Rồi ai làm cái này, ông nông dân nè. Anh đó thấy nó gãy đâu rồi mà. Này nó mới gãi thất thì luôn nè. Nãy anh ngồi đó. Ngồi cái đai dép của anh đó, nó dài quá đó. Không phải đâu, chắc cái bàn tọ của anh ngồi trên đó đó. Coi nè. Rồi gãi rồi, uống không? Vậy á, ổng vô khắc. Mà người ta... Không phải đai dép đâu, cái này cái bàn tọ.
ổng được người ta, cái bắt đầu ổng la không, ngồi không có chân hư đâu, la người khác chứ không phải la anh. Bởi vậy ôi cái này thì nó lên nha, chậm, nó lên chậm là tại chỗ này hồi bữa mình không có để đèn các bạn, ở trong đây thì nó không có ánh, không có ánh sáng á, có cho nó lên nó không có điều, hơi eo uột nè, hơi eo uột quá. Cái này thì nó nhất là ở trong luôn á, nhưng mà anh để đèn đấy, mới để đèn hai bữa nay thôi. Ừ. Khi mà trời âm u như thế này mình cho nó lên. Cái này thì lâu lâu mình chung gốc nó vậy nè các bạn. Mấy cái rau cải ra khố mình phải làm vậy đó cho nó. Chắc ngày mai mình phải tưới cái thuốc kia em ơi. Ok, cái phần mình ủ ha. Của cái em mà chia sẻ. Để mình tưới thử coi nếu được thì mình sẽ chia sẻ cái công thức cho các bạn xem để tưới rau luôn. Hai vợ chồng mình sẽ thử nghiệm trước. Đó, thì cái này thì nó cũng hơi eo uột rồi nè, nó bị bữa thiếu nắng á. Đúng rồi. Chắc bữa nào mình phải chêm nó vô ha. Mình chêm nó, trồng thêm nó vô. Rồi xong. Thì phe thành quả. Rồi, phe thành quả trong đây luôn. Ở ngoài sân thì trời mưa râm râm. Mới mua mấy cái phai lang rồi nè các bạn. Chuẩn bị trời mà nó ấm áp là trồng được rồi. Với lại mấy cái ớt nữa các bạn, với ba cái bí rồi đó. Bữa mình mua thì cây nhỏ xíu rồi về cái mình chát trước ra cái chậu cho nó lớn rồi mình trồng nó đỡ phải mất sức anh. Quế nè. Wow, mấy cái xà lách trên chậu này thấy nó phát ghê gớm luôn. Ở trên đó thì nó không bị gì. Nó không bị gì mà lại trên cao cái anh đi ngang anh chăm sóc nó hoài, anh rắc mấy cái lá dạ dưới hết cho nên nó đẹp hơn ở dưới không? À, thấy không? À, cô chú anh chị thấy không? Hãy cái nào tốt là tại ông nông dân không hết á. Tại vì anh không cần, không cần khum xuống. À, đi ta. Nó ngang tầm tay. Tại sao không chịu khum? Tại hơi làm biếng. Tại vì cái thân thể nặng nề mình khum xuống lát mình đứng lên nó cũng trần ai. Ở thì bữa nay hai chồng nông dân thu hoạch rau đầu mùa các bạn. Rau này là trồng đầu xuân luôn á. Lấy lên chia sẻ cho các bạn xem đi cái nó trắng nõn cỡ nào. Thì cái đất này thì mình mua phân đất nấm á, cho nên là mình không có bón phân gì hết luôn á, chỉ đất cũ chứ xíu phân đất nấm với lại cái xíu phân gà đó. Lấy lên cái đằng chia. Còn đồ khoe nữa. Thì nói chung là cái rau này thì mình trồng, mình thích là nó mau lớn. Chứ thật sự đã ăn á thì cái rau, ôi trời ơi lọt rồi. Cái rau chân vịt vẫn ngon hơn của chú anh chị. Rồi, tốt mà rồi. Cái này loại này nó hơi xanh xanh. Coi chừng té. Lọt rau một chút cái nó đè rau cái ổng nhăn. Đó, thì nếu mà cô chú anh chị mùa này thì muốn ăn những cái loại rau xanh á thì trồng rau chân vịt này rất là mau phát luôn. Với lại ăn rất là tốt ha. Đặc biệt mình trồng cái vô mình chỉ cần trụng sơ hay là mình xào tỏi hay là mình nấu canh thì rất là ngon ngọt luôn cô chú anh chị. Thì bây giờ thì bắt đầu cũng có những cái rau để thu hoạch rồi. Tuần sau thì mình có thể thu hoạch nhiều hơn ha. Nhưng mà cũng vừa trồng vừa thu hoạch thì tuần rồi, hai tuần trước thì chỉ có trồng thôi các bạn. Trồng thôi, đôi khi cũng hơi bị buồn buồn, chán chán một chút. Nhưng mà mình trồng thì mình thấy những cái rau bắt đầu nó lớn, có thu hoạch thì cũng rất là vui luôn. Cho nên có nhiều bạn với anh chị em thấy trồng vài cũng hơi chán không? Nhưng mà lúc có... này là vậy các bạn. Hai vợ chồng nông dân là quay ngày nào của đó, năm nào, tháng nào là cái mùa nấy ha các bạn ha. Thì nói chung là hai vợ chồng thường trồng những cái loại nào thích hợp đầu mùa xuân thì tụi mình chia sẻ luôn. Đừng cô chú anh chị mà giống như không có quen thời tiết thì mình có thể ở gần mình thì trồng theo mình. Thì nói chung cũng có thu hoạch chút xíu. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Em đem ra chắc em trồng chậu. Anh coi này mắc cười lắm nè. Em trồng củ hành này nó lên đều, tự nhiên có chỗ này nó không lên. Ồ, em anh... đào lên thì ra là em trồng ngược. Đúng rồi, nó chỉ đi xuống với âm phủ không mà. Tội nghiệp nó ghê luôn á. Không thấy nha, nó đi lộn đường các bạn. Người ta đâm lên trời, nó đâm xuống dưới đất. Cho nên nó không thấy ánh sáng, nó trắng nõn. Xong cái em quào quào lên á, em thấy xong mà rễ quá trời rễ luôn mà không thấy cái củ đâu, ai về củ nó nằm dưới các bạn. Tội gì đâu. Nó làm đường lạc lối. Tại mình.